Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút ngày 20 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị cùng nghe nội dung của công văn này qua bài đăng trên trang nhân dân.vn. Có nhan đề ngành y tế ứng phó với nắng nóng, hạn hán, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng Enino nên nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng sẽ xảy ra. Hiện nay, nắng nóng gây gắt bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và người lao động. Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các tài liệu hướng dẫn cho các cán bộ y tế cơ sở, người dân và người lao động trên địa bàn nhằm thực hiện công điện số 3, 9 tháng 7 ngày 13 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Để truyền thông có hiệu quả, Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế đã xây dựng các tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động, hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản. Các tài liệu này nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp xử trí, phòng chống một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng, cũng như biết cách áp dụng các biện pháp xử lý nước đơn giản bảo đảm chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt và bảo đảm vệ sinh môi trường trong mùa khô hạn thiếu nước. Theo Bộ Y tế, vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng. Nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột một số đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gan thép, những người mắc các bệnh mạng tính, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, hen phế quản, đái tháo đường. Biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể. Ở mức độ nhẹ, người bệnh mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút. Ở mức độ nặng, bệnh nhân đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trị tim mạch tim đập nhanh, huyết áp tục và có thể tử vong. Khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp như sau ở mức độ nhẹ cần chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát thoáng gió nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của nạn nhân sau đó lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách vùng bẹn hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể nếu nạn nhân uống được nước cho uống từng ngụm nhỏ nước mát tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất như nước pha đúng liều lượng theo hướng dẫn sử dụng nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút, lưu ý không để cho nhiều người vây quanh nạn nhân. Sau khoảng 10 đến 15 phút các biểu hiện sẽ giảm dần. Ở mức độ nặng, nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển thường xuyên trường mát cho nạn nhân. Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, út thấm mồ hôi. Tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiếu 1,5 đến 2 lít nước một ngày. Nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần đặn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng, cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ như vào sáng sớm hoặc chiều muộn, hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng, không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như oresol awesome đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc. Khi uống nước cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió phù hợp. nhạc các quý vị thân mến, đến đây chuyên mục trợ lý áo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng. cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. xin kính chào tạm biệt.